Xin chào tất cả các bạn. Mình tên Thổ Minh Triều. Thì mình làm cái video này để muốn gửi đến bạn bè của mình từ hồi học cấp 2, rồi cấp 3 và trung cấp, rồi đại học nữa. Thì một số bạn thì đi nước ngoài, hoặc một số bạn lại ở Việt Nam gì đó. Nhưng mà muốn biết cái thông tin bạn bè thì rất là khó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm video này để là giới thiệu sơ về bản thân mình, cũng như là muốn bạn bè của mình biết được cái cuộc sống của mình, và mình cũng muốn, và mình cũng vậy nữa, rất là muốn biết tất cả cái cuộc sống bạn bè của mình. Nếu có thời gian rảnh thì mọi người lên YouTube hay gì đó, hoặc làm một cái kênh nào đó để chia sẻ cái thông tin. Thì một số bạn thì không biết suy nghĩ thế nào, nhưng mà mình đó thì mình rất là cần thông tin của bạn bè gì đó, mình muốn chia sẻ hoặc là gửi gắm một cái gì đó. Không thì một số bạn rất là thành công ở những kinh tế lĩnh vực gì đó thì rất là khá giả, thì cũng không muốn người ta biết cái hoàn cảnh của mình. Và một số bạn thì cũng gặp những khó khăn, mà một số thì người ta cũng không muốn biết cái đời tư của mình. Nhưng mà vấn đề đó thì các bạn hãy bỏ qua. Tôi nghĩ rằng thì mình là bạn bè với nhau mà, nên là tất cả những cái thông tin hay gì đó khi rảnh rỗi mình nghỉ hưu hoặc đi du lịch sau này thì mình có thể xem và biết cái thông tin bạn bè của mình như thế nào, để gửi lời chúc mừng hay gì đó, chia sẻ niềm vui hay là cuộc sống nỗi buồn gì đó. Thì hôm nay mình sẽ làm video để gửi đến các bạn của mình về cái cuộc sống của mình hiện tại. Và sau khi mình làm video này thì một số bạn đã có cái kênh rồi, thì có thể là thông tin cho mọi người biết để mọi người đăng ký hoặc là xem. Còn những người nào mà chưa có quay hay chưa có làm clip nào đó thì mình có thể bắt đầu làm, để sau này mình trao đổi những kinh nghiệm cuộc sống với nhau hoặc là thăm hỏi với nhau. Thì số điện thoại của Triều là 0909096019 nha mọi người. Thì mình quay cái video này thì cũng bằng cái điện thoại trung thôi mọi người. Thì đôi lúc hình ảnh hoặc cái âm thanh của nó mình nói ra thì nó không được chuẩn, thì cũng không sao hết, nhưng mà mọi người thông cảm. Thì trước là mình là quê sinh ra ở Bình Thuận nha mọi người. Chính xác là địa chỉ là 124 thôn 4 xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Thì ai mà có dịp về Bình Thuận hay là ghé Đức Linh gì đó thì cứ hỏi thôn 4 xã Trà Tân, huyện Đức Linh, thì người ta sẽ chỉ thẳng của đó, và hỏi tên mình thì chắc chắn người ta sẽ biết nhà của ba mẹ mình. Thì hiện tại thì cũng nói thêm là sợ một số bạn bè hồi cấp 2 là sẽ quên, có thể là hồi đó khuôn mặt mình sẽ khác và bây giờ sẽ khác, cũng mấy chục năm rồi mọi người. Thì hồi đó là mình học cấp 2 trường Trà Tân á. Thì sau khi học xong cấp 2 thì học cấp 3. Học cấp 3 thì học cấp 3 tại trường Đức Linh á. Học ở đó thì một thời gian sau thì mình học tới năm lớp 11. Thì nói chung là do cái gia đình hoàn cảnh đó, thì mình định nghỉ học để lo cho mấy đứa em mới đi học. Nhưng mà sau này về thì mùa hè đó là đi nghỉ xong rồi mấy đứa em nó cũng không có đứa nào đi học hết. Cuối cùng ra mình phải xách cặp đến trường để thay cho mấy em đi học. Thì lúc đó mình là con cả mà, cho nên là mình cũng ở nhà để làm việc phụ ba mẹ của mình, để cho mấy đứa em đi học. Mình có mấy đứa em nữa. Thì cuối cùng mấy đứa em không có đứa em nào đi học hết, cũng học lỡ dở vậy á. Thì cuối cùng là mình phải suy nghĩ là trong nhà mình phải có người đi học, cuối cùng là mình phải đi học. Bạn bè của mình mà hồi học cấp 2 á thì bây giờ chắc cũng ta cũng có gia đình riêng tư hết rồi. Một số bạn này cũng có cuộc sống tốt, cũng chúc mừng mấy bạn. Và một số bạn cũng gặp những khó khăn thì cũng chia sẻ với bạn, thì cuộc sống mà ai có một hoàn cảnh thì mình cũng phải làm việc thôi. Thì bây giờ thật chắc ra một số bạn cùng học cấp 2 và cấp 3 mình, một số bạn mình nhớ mặt, một số bạn là mình không có nhớ mặt luôn, thậm chí biết mặt nhưng mà quên tên.
ghê gớm chưa. Nên là mình cũng làm video này để muốn tất cả mọi người nên làm video để chia sẻ. Lỡ giả sử mình đi ngang ở đâu á, mình biết cái địa chỉ bạn bè của mình, mình ghé thăm hoặc là gì đó rất là hay mọi người. Thậm chí đó là về cái quan hệ giữa bạn bè thôi, mà thậm chí không biết là cái hoàn cảnh của gia đình bạn bè có mấy đứa con hoặc là cuộc sống như thế nào hay gì đó, vợ như thế nào, con như thế nào, chồng như thế nào đó mình không biết, cho nên là mình không biết chia sẻ được. Cho nên là mình muốn quay lại cái thời mà mình hồi đi học đó, mình muốn biết tất cả mọi người, bạn bè của mình, không biết ý kiến của mọi người như thế nào, nhưng mà mình là vậy á. Rồi các bạn thấy đó, thì bây giờ bệnh dịch nó rất là căng, cuộc sống mai đây mốt đó thì đâu biết mình sống chết ra sao đâu, cuộc đời vậy về cát bụi. Đôi lúc mình cũng trân trọng cái mối quan hệ bạn bè hồi xưa. Họ biết rằng mỗi bây giờ khi mà người ta đi làm rồi, người ta không có những cái mối quan hệ khác, người ta quên đi những cái mối quan hệ cũ, thì điều đó cũng không sao. Nhưng mà mình biết những cái thông tin hoặc là bạn bè của mình hồi xưa thì mình cảm thấy niềm vui của mình nó hay, đúng không? Dù hoàn cảnh như thế nào mình vẫn vui. Thì cũng ở đâu không xa xôi thì mình có kể một câu chuyện cho mọi người biết. Thì bạn đó tên là Thành, cũng sống cùng quê. Sau đó khi mà lên học đại học đó, thì cuộc sống khó khăn mà, thì thứ bảy thông thường là mấy bạn hay đi làm thêm, nào đi dạy học, nào đi phụ bàn, mình cũng vậy nữa. Sau khi mà học xong đại học 4 năm mấy thì ra trường đi làm, ai cũng đi làm được 1-2 năm đó, thì ai cũng có gia đình, mà lấy vợ cũng gần nhà luôn, là quận 9 nè, lấy vợ gần nhà luôn nhưng mà không biết để mời đám cưới. Thì vô tình bữa đó mình chở vợ mình đi ra một bác sĩ đi khám thai mọi người, thì nó gặp bạn cũng chở vợ bạn đi khám thai. Mình dòm thấy anh này quen quen quá ta, không giống bạn mình không dám hỏi, không dám nói, mà bạn mình cũng vậy nữa, dòm mình thì thấy quen quen đó nhưng mà không biết tên, không dám hỏi luôn. Thế ra thì hai thằng cứ nhìn mặt nhau, cuối cùng không dám ai hỏi ai, tại vì cũng lạ mà, mới lần đầu tiên thấy mượn ở quá. Xong bắt đầu cái hên là mình có lưu số điện thoại của bạn, cái mình gọi mình có phải Thành không. Từ đó cuối cùng bây giờ mình mới gặp, mình mới biết là những có kỷ niệm rất là vui, mà thấy nó cũng buồn cười các bạn, bạn của mình mà gặp mà không biết luôn á. Cho nên là mình phải cần những cái thông tin để hoặc là những cái video này chia sẻ này, do mình thấy mặt của bạn bè mình. Mình muốn kể một cái bạn có một câu chuyện như vậy, để rằng là mọi người nếu mà ai mà xem được cái video này á, thì các bạn của mình hồi cấp 2, cấp 3 thì cũng biết mặt mũi mình như thế nào nha. Và sau khi mình học xong cấp 3 thì mình lên Đức á, đi học trung cấp. Và đó mình đầu tiên là mình xong cấp 3 là mình thi vào cái trường Đại học Nông Lâm á mọi người. Đại học Nông Lâm thì mình rất là thích, rất là mê cái ngành chăn nuôi trồng trọt á. Sau đó thì đi học, đi thi cái ngành đó, thi nhưng mà nó không có đậu đó, vậy thôi. Sau đó thì ước mong là mình muốn làm kỹ sư về cái trồng trọt và chăn nuôi á, để về quê mở trang trại phụ giúp gia đình của mình. Thì cuối cùng thì thi trường để xong rồi cũng buồn. Cũng bắt đầu cái năm đó thì mình không có thi nữa, mà chuyển thẳng lên hồ sơ nộp lên trung tâm Việt Hàn 397 sư phạm kỹ thuật đó mọi người. Thì ở đó học được 2 năm mấy, 3 năm gì đó, học nói chung học để có tay nghề và đi làm thôi, chứ không có suy nghĩ gì nhiều, tại vì mình cũng lớn rồi, đi học ba mẹ lo cho mình rồi, xong mình đi học để có công, có cái tay nghề để đi làm kiếm tiền thôi. Thì học xong đó
Mà bây giờ mấy bạn trong cái trường trung cấp Việt Hàn đó, bây giờ mình cũng quên mặt rất là nhiều người và không biết tên rất là nhiều người. Không biết mấy bạn đó bây giờ sống ở đâu và làm việc ở đâu nữa, mình không biết. Cũng mong là mấy bạn được coi được cái video này đó, cũng biết mình để chia sẻ và thông tin với nhau. Sau khi học xong Việt Hàn á, để có cái bằng 3.7 và đi làm. Nhưng mà sau khi mà đi có cái chứng chỉ á, xong bắt đầu cái đi phỏng vấn một số công ty á mọi người, thì cũng đi làm xong bắt đầu cái có cái đợt mà trụ sở kỹ thuật á, nó ở bên đó họ có thi vào đại học cái khối K, gọi là khối K mọi người, cuối cùng mình cũng thi thi cuối cùng ra đậu đó. Thì bắt đầu học tiếp, cố gắng học rồi vừa học vừa làm đủ thứ việc hết á. Xong cái cũng cố gắng học, học xong rồi mới ra trường đó. Để cho nó tóm gọn ha, thì sau khi mà ra trường á, thì làm được 2-3 năm gì đó, 2-3 năm thì cũng mới gặp vợ mình đó, hiện tại vợ mình đó. Thực chất là mối quan hệ của mình thì cũng nhiều bạn bè, bạn nam có, bạn nữ có. Xong gặp vợ mình, lúc đó thì cưới thôi mọi người. Hiện tại cuộc sống mình sống bên vợ ở quận 9. Hiện tại mình có 2 đứa con. Một đứa thì học lớp 8 rồi, một đứa thì học lớp 3 năm nay á. Thì hiện tại cuộc sống thì cũng bình thường thôi, cũng hàng ngày phải đi làm thuê công ty rồi để chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Tại mình có 2 đàn cu, nó cũng ngoan, cuộc sống gia đình thì cũng tạm ổn, không đến nỗi không có quả lắm, cũng không phải là xuống tốt lắm. Thì cuộc sống mình phải cố gắng thôi. Hiện tại mình sống ở Tam Đa, Trương Thạnh, quận 9 nha các bạn. Thì các bạn nào có gần đó hoặc là có gì ngang đó thì cứ alo mình, gặp nhau mình tám hoặc là hỏi thăm sức khỏe với nhau nha. Thì video mình sẽ làm giới thiệu bản thân mình đây thôi. Bạn bè nào ai đó thì có biết thì đăng ký kênh và làm cho mình cuối kênh để mọi người cũng biết chia sẻ với nhau. Một số video khác thì mình sẽ nói rõ về cái cuộc sống của mình hoặc là cái nơi sinh của mình như thế nào. Tại vì mình xét ra là gọi là nhiều dòng máu nha mọi người, nên là từ lai từ dân tộc Kinh, lai từ dân tộc Châu Ro, và có thể là lai từ cái nguồn gốc từ Pháp rồi, phải là mũi cao đi mắt tóc quăng này không? Hay là bữa mình sẽ kể về, nếu có dịp mình sẽ làm một video nữa để kể về cái họ của mình, họ Thổ, thì mình sẽ kể thêm. Và nếu có dịp nữa thì mình sẽ quay cho các bạn thấy những cái phong tục tập quán của dân tộc Châu Ro của mình. Thì hồi trước thì nó còn cái bản sắc dân tộc người ta vẫn giữ, nhưng mà sau này thì nó bị lãng quên
tiếp xúc rồi, vì cái cuộc sống mưu sinh của thế hệ sau á, thế hệ trước đó thì giống như mình nói sơ thôi, thế hệ trước đó là mỗi lần mà có cúng là lên đồng, mọi người gọi là lên đồng á, thì nhóm tộc của mình đó thì người ta mỗi lần cúng đó, người ta làm rất là nhiều dê. Lần nhớ một thằng nhỏ xíu mình thấy mấy bà làm hai ba con dê rồi gà vịt cũng quá trời luôn á. Còn bây giờ thì nếu mà làm như vậy thì nó rất là tốn kém, thậm chí cuối cùng bây giờ đâu có truyền nghề được, nên là một số cái cúng lãnh đồng lớn thì người ta đã bỏ, nhưng mà một số không thuộc tập quán mà dạng nó giống như mình nhỏ nhỏ thì người ta vẫn giữ nha. Ngoài ra cái phong tục tập quán ở đây thì không giống với nhiều Tây Nguyên, mà ở đây là cũng theo cái tập kinh mình nhiều rồi, nên là đôi lúc cuộc sống mà 4.0 giờ mà nên là họ thay đổi, nên là không có truyền nghề được những cái thế hệ đó. Và những thế hệ lớn người ta đã ra đi rồi, những thế hệ bây giờ thì người ta lại bay vô mưu sinh ở công ty xí nghiệp, cuối cùng là không theo được đó. Nhưng mà cũng có một số cái văn hóa vẫn được giữ, thì mai mốt mình sẽ có dịp mình sẽ quay cho mọi người tìm hiểu về cái phong tục tập quán của dân tộc Châu Ro. Xin chào tất cả mọi người.